Thu Hiền xin chào các bạn, hãy cùng mình cập nhật những tin đáng chú ý nhất. Hết im lặng, Jun-jeon xác nhận chia tay Han So-hee nhanh như gió sau 10 phút, thái độ khiến Netizen chế nhạo. Người hâm mộ vô cùng bất ngờ với màn xác nhận chia tay với tốc độ như tên bắn của Du jun, jun. Chiều 30 tháng 3, thông tin Han So-hee và Du jun Zip jun, ZipLine 1988 chia tay sau 2 tuần công khai hẹn hò được truyền thông Hàn Quốc đăng tải và gây xôn xao dư luận. Không để dân tình chờ đợi quá lâu, chỉ 10 phút sau đó, tên Entertainment, công ty quản lý Du Junzon, Jun, lập tức xác nhận nam diễn viên và Han Sâu so đã đường ai nấy đi. Thời điểm này, phía Han Sâu so vẫn chưa có bất kỳ động thái nào. Tính đến hiện tại, trong drama tình ái với Han Sâu so nam diễn viên chỉ lên tiếng hai lần, lần một là xác nhận hẹn hò, lần hai là xác nhận chia tay. Động thái rất tình nhanh như gió của Du Junzon, Jun, đối lập hoàn toàn với thái độ im như thóc của sao nam nhiều tuần qua, cũng gây bàn tán trong dư luận. Trên mạng xã hội, không ít netizen châm chọc Du Jun, Jun việc nhanh nhất anh ta từng làm, quý ngài im, lặng chỉ biết nói hai lần trong một cuộc tình. Không ngờ nhanh đến vậy, chia tay thì xác nhận nhanh lắm, lúc công khai rồi đụng chuyện lại im như hến. Trước đó, trong đa ma tình ái gây ầm ý dư luận với Han Sâu so và Hyeri, Du Jun, Jun tàng hình. Anh hoàn toàn im lặng trong lúc bạn gái Han Sâu so phải liên tục bác bỏ những nghi ngờ vô căn cứ như việc cô làm tiểu tam. Mối quan hệ của họ bị gán mắc chan xít lớp, khiến công chúng không thể chấp nhận. Trong chuyến bay từ Hawaii về Hàn Quốc sau kỳ nghỉ tai tiếng hay tham dự sự kiện thương hiệu mới đây, dù Jun Jeon từ chối trả lời phỏng vấn của truyền thông, ngay cả khi Han So Hee và Hee Ji đều đã ra mặt giải quyết vụ lùm xùm tình ái, dù Jun Jeon vẫn lặn mất tâm. Hành động của nam diễn viên khiến cư dân mạng và cả bạn gái Han So Hee bức xúc. Trong tâm thư đăng tải vào ngày 29 tháng 3, Han So Hee viết, tôi bức xúc vì một người liên quan đến câu chuyện này cứ giữ im lặng không ít netizen đã chỉ trích tài tử Zipline 1988 cho rằng anh hèn nhát, chỉ biết núp sau lưng phụ nữ và không dám đối diện với công chúng. Drama tình ái tay bà của Han so Hee, Ju Jun và Hee Ji chính là chủ đề gây bão truyền thông suốt nửa tháng qua. Mọi chuyện bắt đầu khi có người thấy Ju Jun Han so Hee hẹn hò ở Hawaii. Ngay sau đó, Hee Ji, tình cũ 7 năm của Ju Jun Jeon đăng thông điệp thật thú vị lên trang cá nhân. Han Sâu so Hy lên bài cực gắt cả khịa Hyeri, nhưng nhanh chóng xác nhận hẹn hò Du Jun vào hôm sau. Han Sâu so Hy đăng tải nhiều tâm thư nhưng đều bị cư dân mạng bóc ra sơ hở. Điều này khiến cô bị nghi là tiểu tam, bị gọi là mỹ nhân nói dối. Vì cách ứng xử bốc đồng nên hình tượng của Han Sâu so Hy bị tổn hại nặng nề, cô bị hai thương hiệu lớn ngừng gia hạn hợp đồng quảng cáo. Nguồn, Newsen)